Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với bản tin thời sự được phát sóng trên kênh Tin Mới. Lời đầu tiên cho phép chúng tôi xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới toàn thể quý khán thính giả đã luôn đồng hành và ủng hộ cùng 30 tập của chúng tôi. Rất mong có được những ý kiến đóng góp của quý vị khán thính giả để chúng tôi có thêm động lực gửi tới cho quý vị và các bạn. Đó là những thông tin hay nhất, chính xác nhất về tình hình dịch bệnh, tin tức thời sự mới nhất trong nước cũng như là quốc tế, những tin nóng bỏng 24 giờ qua. Còn bây giờ là bản tin ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi tới quý vị. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã theo dõi tin mới. Thưa quý vị, tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến diễn biến mưa lũ đang diễn ra tại Trung Quốc. Trong chương trình ngày hôm nay, tin mới xin truyền đến quý vị thông tin dự báo về đợt lũ mới tiếp theo trên sông Trường Giang và bên cạnh đó là cập nhật tình hình của đập thủy điện Tam Hiệp. Trước khi đến với những nội dung chi tiết, xin mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua các thông tin chính ngay sau đây. 60.000 người dân Tứ Xuyên bị ảnh hưởng bởi mưa lũ ở Trung Quốc. Đập Tam Hiệp gánh lưu lượng lũ lớn nhất từ đầu năm. Sông Trường Giang đón lũ mới. Đập Tam Hiệp không thể gánh hết lũ lụt. Trung Quốc thử cách mới. Thưa quý vị và các bạn, mưa lớn ở Trung Quốc đã ảnh hưởng tới hơn 60.000 người dân ở tỉnh Tứ Xuyên, phía tây nam của nước này. Theo báo China Daily thông tin hôm Chủ nhật, mưa lớn trút xuống lưu vực phía tây Tứ Xuyên và phần phía đông của khu vực cao nguyên ở phía tây Tứ Xuyên trong 2 ngày qua. Mưa liên tục đã khiến 31 con sông trên địa bàn tỉnh vượt mức báo động. Đất nông nghiệp, giao thông, thủy lợi và các cơ sở hạ tầng khác ở nhiều vùng của tỉnh Tứ Xuyên bị thiệt hại ở nhiều cấp độ khác nhau. Trong đó có ở thủ phủ Thành Đô của tỉnh và các thành phố Đức Dương và Miên Dương. Những trận mưa như trút nước khiến khoảng 60.000 người dân Tứ Xuyên phải sơ tán. Theo Trung tâm Kiểm soát Lũ lụt và Cứu trợ Hạn hán của Tứ Xuyên, tới ngày Chủ nhật chưa có ghi nhận thiệt hại về người. Tại đây, cơ quan khí tượng tỉnh Tứ Xuyên đã phát cảnh báo mưa lũ màu vàng từ 16 giờ ngày thứ Bảy, trước khi ứng phó khẩn để kiểm soát lũ lụt cấp 3 được phát ra. Trung Quốc có hệ thống ứng phó khẩn cấp 4 cấp để kiểm soát lũ, với cấp 1 là cấp quan trọng nhất. Trước đó, hôm thứ Bảy, Trung tâm Khí tượng Quốc gia của Trung Quốc gia hạn cảnh báo màu vàng với mưa lũ ở một số tỉnh và khu vực cho tới tối Chủ nhật. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết, tới tối ngày Chủ nhật, những trận mưa lớn sẽ ảnh hưởng tới nhiều vùng ở Cam Túc, Ninh Hạ, Thiểm Tây, Sơn Tây, Hà Bắc, Liêu Ninh, Vân Nam, Quảng Tây và lưu vực Tứ Xuyên. Theo dự báo thời tiết, một số khu vực có khả năng có lượng mưa lên trên 70mm mỗi giờ kèm theo dông, lốc và gió giật mạnh. Bộ Thủy lợi và Cơ quan Khí tượng Trung Quốc đã phát cảnh báo lũ lụt màu cam hôm thứ Bảy cho các vùng thuộc Tứ Xuyên, Thiểm Tây và Cam Túc trong vòng 24 giờ. Giới chức các địa phương được khuyến cáo đề cao cảnh giác trước nguy cơ lũ lụt, sạt lở, bùn đất, đồng thời tạm dừng các hoạt động ngoài trời tại các khu vực dễ bị thiên tai. Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp được mã hóa theo màu sắc, với màu đỏ là nghiêm trọng nhất, tiếp theo là màu cam, vàng và xanh. Thưa quý vị, sau trận lũ số 4 hình thành trên sông Trường Giang, hay còn gọi là sông Dương Tử của Trung Quốc, đập chứa nước Tam Hiệp đã phải gánh chịu lưu lượng đỉnh lũ lớn nhất kể từ đầu năm cho đến nay. Cụ thể, lưu lượng đổ nước và đập chứa nước Tam Hiệp trên dòng chính ở thượng lưu sông Trường Giang lên tới 62.000 mét khối trên giây. Theo thông tin từ cuộc họp về tình hình mưa lũ hiện nay ở Trung Quốc của Bộ Thủy lợi, nước này tổ chức vào ngày thứ Bảy tuần qua. Vào lúc 8 giờ cùng ngày giờ địa phương, lưu lượng đỉnh lũ đổ và đập chứa nước Tam Hiệp trên dòng chính ở thượng lưu sông Trường Giang lên tới 62.000 mét khối trên giây. Đây là lượng nước lũ đổ về đập này lớn nhất kể từ đầu năm đến nay. Mức đỉnh trước đó được thiết lập trong trận lũ số 2 với lưu lượng đạt 61.000 mét khối trên giây. Mực nước của nhiều sông, hồ ở thượng và trung lưu sông Trường Giang cũng như lưu vực sông Hải đã vượt mức báo động. Trong đó đáng chú ý, sông Nghi, Nghi Hà trên lưu vực sông Hoài đã xảy ra đợt lũ lớn nhất kể từ năm 1960 đến nay. Lưu lượng đỉnh lũ đổ và chạm thủy văn trên sông này có thời điểm vượt mức báo động và đứng thứ 3 trong lịch sử tính từ thời điểm có các số liệu ghi chép về lũ năm 1950. Cũng trong ngày thứ Bảy, khu vực Bồn Địa, Tứ Xuyên và các tỉnh Cam Túc, Thiểm Tây, Sơn Đông, Sơn Tây, Liêu Ninh của Trung Quốc đã xảy ra mưa to đến rất to. Trong đó, riêng tỉnh Tứ Xuyên có nơi lượng mưa lên đến 550-634mm. Dự báo từ nay đến cuối tuần, nhiều khu vực ở Bồn Địa, Tứ Xuyên, khu vực phía Bắc và Đông Bắc nước này vẫn sẽ tiếp tục có mưa, có nơi mưa rất to.
Theo dự báo, một trận lũ mới sẽ xảy ra tại vùng thượng lưu của sông Trường Giang trong vài ngày sắp tới. Và trước diễn biến này, thì Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã kêu gọi nỗ lực lớn hơn trong việc kiểm soát lũ lụt cho hồ chứa Tam Hiệp và thượng nguồn con sông này. Hôm Chủ nhật, Tân Hoa Xã cho hay, trong 3 ngày tới, dự báo sẽ có mưa lớn ở các khu vực Tây Nam Trung Quốc, Tây Bắc Trung Quốc, miền Bắc Trung Quốc và Đông Bắc Trung Quốc cùng các khu vực khác. Bộ trưởng Bộ Thủy lợi E Jingping yêu cầu cần phải có những nỗ lực hơn nữa trong việc phòng chống lũ lụt cho hồ chứa đập Tam Hiệp và các hồ chứa ở thượng nguồn sông Trường Giang. Cùng với đó, các biện pháp đối phó với lượng mưa ở Đông Bắc Trung Quốc và lũ lụt ở lưu vực sông Hoàng Hà và sông Vị Hà cần được thực hiện. Trung Quốc đang tiến hành thử tiếp cận một cách chống lũ mới khi đập Tam Hiệp không thể gánh hết lũ sông Trường Giang. Trong nhiều thế kỷ, phương pháp Trung Quốc dùng để chế ngự những con sông ngỗ ngược là cố gắng kiềm chế chúng bằng đê, đập và kênh rạch để khiến núi cao phải cúi đầu sông, biển phải nhường đường, như lời Chủ tịch Mao Trạch Đông đã nói. Theo Bloomberg, Trung tâm Khí tượng Quốc gia của Trung Quốc có hồ sơ về các thảm họa thiên nhiên cách đây 500 năm và hầu hết trong số đó đều có một trận lụt lớn. Tuy nhiên, các dòng sông tiếp tục bị ngập lụt và quá trình đô thị hóa nhanh chóng của Trung Quốc đang khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Vùng đồng bằng ngập lụt trước đây đã trở thành nhà ở và nhà máy được bảo vệ bởi những bờ đê bao ngày càng cao. Chính vì vậy, chính phủ Trung Quốc đang thử một cách tiếp cận mới ở rìa đông bắc của Trùng Khánh, xung quanh trung tâm triển lãm quốc tế mới khổng lồ, quận Yulai, được thiết kế như một thành phố bọt biển. Các thành phố của Trung Quốc ngập lụt một phần do phần lớn diện tích đất giữ nước từ hấp thụ lượng mưa, đồng cỏ, rừng cây và hồ đã bị lát đá, buộc nước mưa chảy thẳng vào hệ thống thoát nước, trong khi hệ thống thoát nước lỗi thời hoặc được xây dựng kém chất lượng đã không còn khả năng ứng phó. Sáng kiến thành phố bọt biển được đưa ra vào năm 2015 là một nỗ lực để đảo ngược điều đó, hấp thụ lượng mưa lớn và thải từ từ xuống sông và các hồ chứa, sử dụng các cấu trúc đặc trưng như vườn cây trên mái nhà, công viên đất ngập nước tuyệt đẹp, vỉa hè thấm nước và bể chứa ngầm. Kế hoạch cuối cùng là hấp thụ hoặc tái sử dụng 70% lượng nước mưa rơi xuống 4/5 diện tích đất đô thị của Trung Quốc. Yu Kongjian, giáo sư kiến trúc cảnh quan tại Đại học Bắc Kinh cho biết, chúng ta cần trả lại không gian cho nước, chúng ta nên coi nước như một nguồn tài nguyên quý giá, không phải là kẻ thù của chúng ta. Yulai là một trong những địa điểm thí điểm được chính phủ Trung ương phê duyệt. Công viên trung tâm triển lãm được đặt thấp hơn mặt đất xung quanh để thu nước mưa, được lọc bởi các lớp thực vật thủy sinh. Mưa rơi xuống, các mái nhà được chuyển hướng sang công viên gần đó, vỉa hè được làm bằng vật liệu thấm nước. Đây có vẻ là một dấu hiệu tích cực cho Trùng Khánh, thành phố được xây dựng giữa những ngọn núi, nơi hai con sông lớn Gia Lăng và sông Trường Giang gặp nhau, vốn đã chi nhiều tiền nhất cho việc ngăn chặn lũ lụt. Các chiến lược kinh tế và môi trường lớn do chính phủ Trung ương Trung Quốc chỉ đạo có xu hướng bị lợi dụng để tham nhũng khi chúng xuống đến cấp chính quyền địa phương. Theo Bloomberg, các quan chức cấp tỉnh và các công ty sử dụng chứng thực chính trị và tiền của chính phủ để theo đuổi các chương trình nghị sự của riêng họ. Gần khách sạn 5 sao Wingham ở Yulai, máy ủi và cần cầu san phẳng vùng đất trước đây là những ngọn đồi phủ đầy cây cối. Một trong những hàng chục dự án phát triển mới ở các thị trấn mới đã mọc lên ở các vùng ven của Trùng Khánh. Duo, một tài xế taxi ở Trùng Khánh cho biết, các nhà đầu tư chặt rừng và phá cỏ, xây nhà và sau đó trồng cây trang trí để nó trở thành một thành phố bọt biển và họ kiếm được rất nhiều tiền. Và sau khi đã tiêu hết tiền và xây dựng những công trình mới, thường sẽ có rất ít động lực để duy trì chương trình ban đầu. Một trong những dự án bọt biển đầu tiên của Yulai, một khu vườn thu gom nước mưa đang ngập rác và cỏ hoang đã mọc um tùm, nhanh hơn cả những loại cây được thiết kế để lọc nước mưa. Tuy nhiên, thành phố bọt biển sáng kiến chống lũ mới của Trung Quốc là một dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang thay đổi và người dân ngày càng ít chấp nhận sự phát triển bằng mọi giá. Kính thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tình hình lũ lụt tại Trung Quốc của Tin Mới ngày hôm nay. Để cập nhật và theo dõi những thông tin thời sự quốc tế mới nhất, quý vị đừng quên like, share và đăng ký trên Tin Mới. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!